Mến chào các bạn nha. Hôm nay mình cùng xem con máy cày Kubota 640 mang gai cao các bạn. Gai cao quá đã. Kubota. Bảy không bốn k chứ quá dữ, máy lớn. Bảy không bốn k mang bánh gai đây các bạn ơi, mình cùng xem nhé. À, bánh gai quá trời đã rồi, bánh gai cao. Chạy dữ thì đó. Lâu lắm mới thấy được con này lại. Sớ này là dàn sớ 2m4 các bạn. Con này chạy dữ lắm. Con này nó chạy ngày cả trăm công đất các bạn. Con 70 này là nó có 68 ngựa các bạn. Bê tông 94. Con này là như của Trung Quốc rồi. 704K này là con này của Trung Quốc rồi. Gai này cao, đi lầy hết biết đã. Con 70 kia nó có cái lỗ mũi mà con 70 này nó không có lỗ mũi. Tạ đầu 2, 4, 6 tạ đầu. Chạy bên kia còn đường nữa, xong phim nè.
còn đường đó là hết rồi các bạn.